Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Điện tử Tuấn Thám Video. Bên kênh của em Tuấn thì chuyên kinh doanh, mua bán và giao lưu các dòng đài, radio cassette và một số dòng TV đen trắng cũng như những cái dòng TV màu đời đầu các bác nhé. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 và địa chỉ cửa hàng em Tuấn là xã Hùng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Và đến với một video mới ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu một dòng đài nổi tiếng ở cái sự bền bỉ cũng như là các linh kiện thay thế cực kỳ là sẵn có. Đây là chiếc Panasonic RX-CT810 hay chúng ta còn gọi là Panasonic 810. Dòng đài này có chất âm rất là hay các bác nhé. Đôi loa của nó cho ra chất âm cực kỳ là mềm, mượt và rất là hay. Đặc biệt là có hai cửa băng cassette luôn. Đấy, các bác để ý hai cửa băng. Nó có một cái viền chrome chạy từ bên trái sang bên phải, nó liền hai cửa băng và nhìn nó rất là sang trọng đúng không ạ? Dòng này thì phần chrome của bên loa tép cũng như là phần chrome ở bên loa tép bên phải đây thì nó lại trùng với những cái phần chrome ở trên bàn phím và các công tắc cần gạt. Nó mang một màu chì các bác nhé, màu xám chì chứ không phải là màu chrome như dòng Sony. Đó, nên là màu nó hơi tối một tí. Đó là một cái đặc trưng của dòng Panasonic. Chiếc đài này thì về phần thân nhựa thì có xước sắt theo năm tháng nhưng không thể tránh khỏi được các bạn, các bác ạ, vì là cũng mấy chục năm rồi nhưng mà nó đang còn lành lặn, sạch sẽ và không hề bị bẻ dập, anten quai sách đầy đủ. Và sau đây chúng ta sẽ xem qua màn ảnh nhỏ những cái chi tiết về phần thân nhựa và cũng như phần hoạt động, em Tuấn sẽ test luôn nhé. Đây là phần loa bên phải ạ. Đấy, đây là mặt loa này. Thân nhựa thì vẫn đang còn căng bóng đúng không ạ? Đây là mặt cục giữa các bác nhé. Đây là mặt loa bên trái. Cái phần căng sắt của nó và đôi loa ở phía trong là còn zin nhé. Đang còn khá là đẹp. Đây là loa bên trái này. Nóc loa bên trái. Đây là phần nóc cục giữa, anten, quai sách đầy đủ. Và chúng ta sẽ có những cái nút cần gạt chức năng sau đây. Băng cassette này, radio line-in. Chúng ta sẽ có cái nút chức năng ở đây nhé. Đấy, có 3 chế độ này, băng này, radio line-in. Bên này thì là FM stereo mono thì chúng ta cũng không quan tâm lắm về cái nút này. Và chúng ta sẽ quan tâm đến nút thứ ba này là các băng tần của radio gồm có FM, AM, SW1, SW2. Và chiếc này bắt radio FM, AM bắt rất là nét nhé. Đấy, mặc dù ở chỗ em Tuấn đang bật rất là nhiều đèn LED nhưng mà em thử thì bắt rất là tốt. Bên này chúng ta sẽ có một cái cần gạt to to, đây thì sẽ là volume chính, to nhỏ, cần loa trái phải và 5 cần gạt equalizer. Trên này chúng ta sẽ có nút dò sóng tuning ở đây nhé. Đấy, các bác có thể dò sóng ở đây cũng rất là tiện. Ở phía dưới đây là tổ hợp phím của cửa A. Đấy, cửa băng này, cơ vẫn đang còn khá là mới nhé. Đấy, đây là cửa B. Ok. Và chúng ta sẽ quan sát vào phía đằng sau của cái đài. Cái đài này thì dây rắc còn nguyên bản này, dây dòng màu ghi xám của dòng Panasonic, rắc nguồn, rắc line in, cầu đấu dây loa, nắp pin zin các bác nhé. Thân nhựa thì đang còn khá là đẹp. Và sau đây em Tuấn sẽ test một cuốn băng cassette. Lâu rồi em không nghe cái cuốn của bác Duy Khánh thì hôm nay chúng ta sẽ test cái cuốn Duy Khánh nhé. Một cuốn băng cũng khá là hay. Đây là đoạn mở đầu của cuốn Duy Khánh em tua qua nhé. Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi
tiếng rất là hay, đúng không ạ? Và em Tuấn sẽ test qua cửa B nhé. Rất là hay. Và chúng ta sẽ test qua phần radio. Em sẽ kéo cái anten lên nhá. Ở chỗ em thì đang bật rất là nhiều đèn led nên là cũng ảnh hưởng đến khá nhiều cái phần FM. Mong các bác thông cảm. Nhúng đầy căng màu áo ngọc. Dừng bắn hết hiệu lực và xuất hiện các máy bay chiến đấu bay ở tầm thấp tại một số quận ở Khartoum. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng tấn gói đó thôi rung rẩy cả ngành trắng bên mi là chúng ta sẽ gạt nút chức năng là lên trên cùng và chúng ta sẽ test thử cái chất âm qua kết nối điện thoại, máy tính, TV và thiết bị thu Bluetooth. Tiếng rất là hay nhá. Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay nơi bạn nghe từ khi say biển xứ, gót chân in ngạn muôn lối sông hồ, áo sơn vai tim đôi mắt u hoài bóng. Cân loa trái phải hoạt động tốt, 5 cân gạt EQ laser hoạt động tốt các bác nhé. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây vấn vương, lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương để tìm hương. Ok, và em Tuấn xin phép được dừng cái video ở đây để thời gian nó được rút gọn lại để các bác xem nó được dễ hơn. Nhiều bác thì cũng có góp ý với em Tuấn là nên quay video nhanh, ngắn hơn, vì video mà trên 10 phút thì xem rất là mất thời gian. Và chúng ta sẽ xem ở cái góc độ khoảng độ 10 phút quay lại trở lại thôi thì các bác sẽ có thời gian xem nó tiện hơn. Cảm ơn rất là nhiều những cái lời góp ý của các bác dành cho kênh Điện tử Tuấn Thám Video. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 1.900.000 đồng các bác nhé. Một cái giá cũng rất là hợp lý. Vì sao ạ? Vì giá này thì em đã bao ship cho các bác toàn quốc rồi. Và cũng như bác nào mà chuyển khoản đủ thì em sẽ tặng các bác hai cuốn băng trị giá 200.000. Cuốn bên em đều là cuốn HF Sony 90 nhé. Băng của Nhật một nước các bác nhé. Thâu lại nhưng mà nó là phôi Nhật một nước thì nó rất là chắc chắn và tiếng khá là hay ở cái tầm giá này. Đấy, bác nào mà chuyển khoản cọc 500.000 em ship đài thì em sẽ tặng các bác một cuốn băng thôi. Và tất nhiên là dây rắc đầy đủ cho các bác về chỉ phải chơi thôi nhé. Đấy, số điện thoại của em Tuấn là 0822111444 nhé. Các bác có thể kết bạn Zalo cũng được. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của em nhé.